Ok, hello, chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại channel của mình là Mèo Full Gaming đây. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mang tên là Pokemon Kaizo Emerald. Wow, đã là khá là lâu rồi kể từ khi chúng ta chơi. Ok, bla bla. Nói chung là cái ông này em sẽ đi tới và chặn đầu mình, và ông sẽ auto bảo rằng là mày chưa đánh game thì mày không được đi qua thành phố khác kiểu gì đấy. Cái ông này em rất là khốn nạn luôn. Và cái Pokemon Kaizo Emerald này nó khác với các game Pokemon khác, đó chính là cái độ khó của nó rất là cao. Thật ra mấy game Pokemon khác nó cũng độ khó cao, nhưng mà đây là bản mod, thế cho nên là nó ra úp cái độ khó của Emerald lên đây. Rồi, và nó cũng có thêm những con Pokemon mới ở những vùng đất cũ, ví dụ như là Pikachu xuất hiện đầy ở mấy khu đầu hay là gì đấy. Nói chung là mấy bọn này nó có cách để làm cho chúng ta tăng thêm cái độ vui, như là con cá nóc có thể xài chưa bay vậy đấy. Nó xài cho gì như chưa bay nhưng mà chả hiểu. Tôi xếp con biết cây của mình bị cái nóc đánh thức chết rồi. Nhưng mà cái nóc còn đó gì nhỉ? Nó kiểu như là cái chép, đúng rồi, cái chép. Ôi nó ngủ rồi. Thì cái tựa game này nó sẽ có những cái con Pokemon mới, nó sẽ được thêm vào, và những người là mod người ta có khả năng thêm những con Pokemon đó vào đấy. Mặc dù nó không xuất hiện trong Pokédex nhưng mà nó sẽ là những con Pokemon mới, cứ như là người ta biết cách nào đó để thêm vào nhưng mà không xuất hiện trong Pokédex vậy. Ở ship mình bị yêu rồi nè. Dầm bà cái yêu đương này đấm 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 đéo được chứ. Nói vậy nó lặn hoài luôn, trong khi mình bị cái hiệu ứng yêu đấy mình đánh nó không được, có mẹ quá. Chúng ta phải có tỷ lệ đánh hụt nha. Và cái tỷ lệ đó cao quá nội luôn. Ok, đánh được nó rồi, hạnh phúc quá. Bây giờ chúng ta sẽ đi về để yêu một tí. Và nó cũng sẽ cập nhật một số cái bài ôm luôn, kiểu như là cái môi trường cũ nó có thể thêm cái môi trường mới vào đây. Ok, tôi không biết để gì anh em có nghe được tiếng tôi không, nhưng mà tôi sẽ để gì để bình luận. Đây, anh em ở chơi cái khúc này nó chặn rồi và nó không cho chúng ta đi qua. Muốn đi qua chúng ta phải đi cái khúc này, chỗ này thì phải đi cuốn già kia. Bà này bà có con mấy con đinh tinh đấy mà, hỏi vài cái là được. Để chúng ta sẽ để cho con biết dây này nó lên cấp. Ôi tôi lộn rồi. Mà thôi kệ đi. Con này hay bay thì nó bị ít hai điện, chứ con kia của mình hệ nước nó cũng bị ít hai điện thôi anh em. Ôi. Cũng thế, còn tí nữa lên cấp rồi. Thôi kệ đi. Mình đang nuôi con biết dây hơn là con biết kiếp, bởi vì cái khu tiếp theo chính là khu sâu. Mặc dù mình biết hội quán tiếp theo là hội quán đá, nhưng mà mình sẽ cho biết dây lên cấp trước. Bởi vì dăm ba cái hội quán đâu bằng tôi biết đây, mặc dù bay nó không có ngon gì trên đá lắm. Bay với Numo không có gì trên đá cho lắm, nhưng mà kệ đi, có còn hơn không. Ít ra chúng ta có thể qua được cái khu sâu này. Cái khu sâu này sẽ rất là nguy hiểm nên mình phải nuôi cái bít gây trước. Từ cái khu đầu mình đi mình đã hóc hói rồi nè. Khu đầu toàn mấy thằng dân chơi vậy đấy. Đây, nhẹ nhàng tình cảm. Đấy, sức mạnh của gì nuôi biết gây rất là tấp. Đã biết tới đây rồi, đồ bố nè. Chúng ta có thể mua hút cho nó, nhưng mà ở đây chúng tôi không làm thế. Bell Surround, con đó còn chở gì nữa. Phan Bi tiếng quá mình cũng tù. Pagat nè. Sua Skid. Ok, sắp lên cấp 16 rồi nè ơi. Ninkanda. Thôi ôi lùa thôi, đùa thôi. Bút kiếp à, bút kiếp thì nó lại xài lít khúc này này. Ủa xài Upson chứ, lít là hai côn trùng, Upson là hai cây. Hai cho nó đều hút máu như nhau, nhưng mà chiêu hai cây sẽ ít hai là hai nước. Ôi biết gây đúng kiểu hóc hói, thấy chưa. Pokemon em rồi, chúng ta đi qua cái rừng nó rất là dễ dàng luôn nhé. Còn cái Kaizo Emerald này thì chúng ta đi phải rất là căng luôn, phải về hiêu mấy lần. Đây là Pokemon MR cũ thì tôi chỉ cần cầm một con mút kiếp này, tôi chỉ cần đi qua quả là được. Nhưng trong đây kiểu độ khó tăng hay sao ấy, đây chắc chắn là độ khó nó tăng rồi. À đây, con này hệ côn trùng này, dành cho anh em không biết thì con này hệ côn trùng, như hồi xưa tôi cứ tưởng nó hệ đá hay gì đấy, nhưng đéo, nó thật ra nó hệ côn trùng. Ấu điệp
One Beat có gì đây không? Boysom. Boysom trong đây đúng phế. Boysom đúng kiểu phế giặt luôn em ạ, trăm ba te không xài được. Còn ở bình đúc bình thường xài được không tôi không biết, tôi chưa thử. Bineco nè. Cái người ta đào là Bico nhưng mà thôi. Chúng ta nên là một người Việt Nam. Rồi, Honey này sẽ bị một thằng nào đó gượt như chó chạy vậy. Ơ, đi thằng này sẽ... À, nó counter mình. Chắc mình đánh vô không có ngon. Còn nó có hai điện thì mình đánh vô cũng chẳng ngon. Boost boss. Ok, chẳng đam hai điện. Ơ, đi nó lại xài chi gia tóc. Không ổn anh em ơi. Nó đã biết trước mình sẽ cầm... Nó biết chứ là mình sẽ cầm 23 để đánh cái chỗ côn trùng này hết, cho nên là đội xanh nó cái hàng tạo mốt nó cho hẳn nó còn hệ sắt cái điện rồi. Vậy ai chơi khốn nạn hả? Để mình cài con biết gây lên cấp 16 với con kia lên cấp 16 luôn để mình quả cái thằng đấy. Dù mặc dù mình biết là cũng chả quả được nhiêu đâu nhưng mà mình sẽ cố gắng. Đây 16 rồi, biết gây tiếng quá hành biết gây ốc tô. Dẹp mấy cái auto mới tiến với anh biết gió. Bây giờ chúng ta sẽ cho mút kiếp lên đầu để cho con biết gây kéo cấp của mút kiếp. Để coi nào, 33 hai được. Để mình so sánh với hệ côn trùng. À, hệ này không chơi được, nó phun độc đấy. So sánh hệ côn trùng, nếu hệ côn trùng cũng con mút kiếp cũng đánh hay được thì mình sẽ cân nhắc việc sử dụng con mút kiếp để tự đánh thay vì cho con biết gây. Đây một ô giờ phải tốn 3 lượt trở lên, nó còn nhai baggy nữa chứ. Ôi chết, bị ta điện hết rồi, con khốn nạn này. Không sao, mặc dù bị ta điện nhưng mà chúng ta vẫn farm con này bình thường được, không sao kìa. Cái cây sẽ lo chỗ này. Còn Vanby nó có vài chiêu hại đắc. Hại đắc nó sẽ không... đây là Bide. Đúng chiêu mình cần. Bide sẽ hai búp bồ. Búp bồ đam yếu. Ok. Chiêu Bide này thì khi mà mình chịu sát thương thì mình sẽ phản đệ. Sau 2 lượt mình chịu sát thương mình sẽ phản đệ sát thương với 2. Nếu mà sát thương đó là khắc mình ấy, mình phản phát là đi luôn nè. Rồi. Ok, không cần phải để con mút kiếm lên cấp 16 rồi, cấp 15 có bi đe là đủ quả nó rồi. Chỉ cần giết chết con mắt hết mai được. Còn mấy con mắt do này tôi không biết nhé. Quan trọng là quả chết con mắt hết mai thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi này, bị ngáo em rồi kìa. Bây giờ. Coupon nè. Coupon này tôi cũng đéo kè nữa đó. Hot hot nè. Con gấu này thì nó được cái đam cao thôi chứ nó cũng chả có gì ngon kìa. Ok, đam cao nó xài chim sọt lát là nó quả cà phê thôi. Ok, bây giờ mình sẽ bi đe. What the fuck? Are you fucking kidding me? Mình bi đe nó xong rồi mình bị tê điện, mình đánh không được. Mình không có tên đường nó cao to mình được. Rồi mút boss nó giảm đau hồi điện rồi. Giờ mình sẽ xài tất cầu thì... Trên hệ hép không ngon nên mình sẽ xài water gun. Xài water gun nó còn có hiệu ứng đấy. Xài water gun nó còn gây đau được. Chứ tất cầu thôi. Đây rồi, có phim thì đấy hệ bay quả thôi. Con này hệ đập. Hình như mình nhớ, hết đít. Mày ném đập rồi mày chơi cầu tất rồi. Chó này. Ai nuôi này mình không á. Mút kiếp. Oh no. Mút kiếp không ra kịp. Quá tờ hấp đáng lẽ mút. Đáng lẽ nổi xăng là phải nổi trước khi nó đấm chứ. Nguyên lý. Còn tôi là thầy chiêu dĩ này. Ba con. Tôi già khốn nạn. Nó không cho hồi máu tâm trạng nè. Nó không cho hồi máu tâm trạng. Cho nên là chúng ta sẽ phải tạo này.
Tôi lại sợ chiêu vô nghĩa rồi đấy. Tại Pokemon MG thì cái chiêu xuống nước ngầm đấy, thật ra tôi phải ship chiêu xuống nước ngầm đấy mà tôi không thích. Nghĩ trong này có thứ Mega không ta? Cái thứ Mega thì mình sẽ nuôi con Magip này. Cái gì nó lên Mega thì rất đẹp. Dạ. Nó rất đẹp rồi nó có hai gầm. Khi mà tự nhiên nó có hai gầm thì tự nhiên nó sẽ bị thêm một số hại khác. Nhưng mà không sao cả, miễn sao nó đẹp là được. Nuôi nó thôi. Nuôi nó chơi đẹp thôi, đầm màu. Coupon này. Cố gắng cho con mút kiếm này lên cấp 16 để có cái đấy nhờ. Mút kiếm lên cấp 16 tên gì ta? Mastom, đúng rồi Mastom. Có đạp. Có lên, số lên cấp 16 rồi. Amatu này. Thôi vậy là khu này chỉ có vài con cùi cùi này thôi anh em ạ. Mastom. Yeah. Học được Moonshot. Đây rồi. Moonshot là chiêu mình cần anh em ạ. Moonshot này thì nó hại đất. Anh em biết rồi đó. Hại đất nó sẽ gây ít 2 hại điện. Nhưng mà khi mà mút kiếp nó lên cấp 2 thì nó sẽ có thêm hại đất. Hại đất trong thuộc tính của nó sẽ vừa đất vừa nước. Có nghĩa là đất nước. Ở ý mình là nó sẽ không bị điện. Nó sẽ bị điện ít không luôn. Đấy. Mà cái gì ít không thì nó cũng đặt không anh em ạ. Có nghĩa là điện sẽ đánh rồi nó vô hiệu. Bây giờ mình sẽ đi quả cái con chó mắc nét này. Sẽ bắn bùng vô mặt nó phát nó đi luôn. Nhất shot. Đấy. Con này nó hay đắt cho nên mình sẽ qua tự. Hình như con này hữu, hình như con này speed defense nó cao hơn defense nữa. Mình nhớ nhầm gì á. Đẹp. Mình nhớ ngược lại. Thì anh sẽ biết địa phê nó hấp vậy. Con này là vừa đất vừa gầm. Gầm thì nó sẽ chia hai nước, nhưng mà đất thì nó sẽ bị nước ít hai. Giống như công. À, con đầu bụi rồi. Làm sao? Có bài bài này. Con này hệ ma nó không bị nô mồ đánh, nhưng mà không sao, chúng ta đã có vút của hệ bay. Dù nó là lốc xoáy nhưng mà không sao, chúng ta có đánh được nó, tất nhiên. Cái con cửa liền này nó hồi máu rồi tắt rồi, đúng hả? Ok, cuối cùng chúng ta cũng đánh xong một cái thằng mặt nồi. Em biết chưa, trong đây nó khó quá nồi. Ta vô MMG chơi đúng kiểu anh em nghiện anh em ạ. Thật ra thì mấy cái game dễ quá thì nó chỉ làm cho anh em nghiện lúc đầu thôi, còn mấy game khó quá thì nó sẽ làm cho anh em bỏ hẳn game luôn. Chứ không có nghiện nữa. Anh em sẽ dẹp miệng nó game luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng đi tới cái thành phố nè. Rồi, tôi biết là đường đi tới thành phố trăm gai lắm á. Trăm gai tại có mấy hàng đứng đường nó bay tay thôi, chứ không có mấy hàng đấy thì đường tới thành phố nó dễ vừa là luôn. Muốn qua đây chúng ta phải có chiêu cách này. Đứa này đứng canh cửa hàng được TM 09. Đây ở đây anh em hơi đút đồ cho tôi thì tôi lười đút lắm. Cái này có nguyên cái hồ rộng ở đây này. Sao mà có đứa song sinh nó bảo rằng solo không? Nhóc. Ôi giời. Goli the, con này hay lửa. Con kia hay normal, con này hay điện, điện hay mút shot. Đấy. Hay điện gặp mình nữa chỉ biết đánh thường thôi anh em ạ. Điện vô đất rồi vô hiệu. Đà mưa đa mưa đam đa. Con này hay thường à. Thường thì bắn. Ôi. Con in lớp rồi. Symbol lớp. Tưng tưng tưng. Đây rồi. Audit à. Audit thì đấy hay bay. Auto tắp rồi. Nước điện hay đấy. À nước điện hay đấy. Có nè. Vunbit là cáo lửa. Đấy anh em chơi Pokemon anh em phải cố gắng thuộc tên của mấy con này để lôi mấy con khác ra khắc. Nhưng mà giai đoạn đầu thì sẽ chả bố con nào thuộc tên đâu, anh em phải chơi nhiều anh em sẽ tự động quen thôi. Giống như là học quá lúc đầu anh em sẽ thấy mình học ngu, sau đó anh em càng học đi lên lớp càng cao anh em thấy mình càng ngu hơn lúc trước nữa. Thôi rồi quá cao thì nó sẽ không đơn giản như một vài người nghĩ đâu. Học nó phê lắm.
mà không thằng nào nghĩ quá đơn giản vậy. Trời ơi, cuối cùng muốn đọc xong những thông tin này. Cái gì đấy? Ghép. Bị điên rồi ghép. What the fuck? Sao có ghép đây nữa? Tôi định nói là đọc xong những thông tin này là chúng ta có thể chạy tới thành phố an toàn rồi. Thì tự nhiên có thằng ghép. Trang bị đẹp. Coi chắc bạn quên coi ta đun vào xo nữa. Sao mình đã cái con bút kiếp này nó ít không hề điện nhưng mà nó bị hơi cây ít 4 rồi như thế nào. Đây rồi. Sao bị cây ít 4 như thế này là anh em không nhận rồi. Pikachu của trường hồi nước. Ok, thật thú vị. Charmander, Charmander hồi nữa. Gukini. Rồi bây giờ mình sẽ đi theo và mình sẽ đi xuống cái vườn đó chết thử để nó có cái thứ gì đặc biệt dưới đấy hay không. Đéo phải này mà nó là cái gì ấy mà mình cũng tò mò quá đấy. Có một cấp cấp gì qua Việt Nam gọi là cấp đó những người đấu game trước hả? Đúng rồi, đấu game trước, chúng ta sẽ đi đấu game trước rồi sau đó chúng ta mới đi tiếp cuộc hành trình được. Và game này game phải đá nên là chúng ta chỉ được bây giờ mình sẽ đéo bị lừa nữa. Bóng nạn. Mười mấy cái tuổi đầu rồi gì mà vẫn bị lừa. Thật ra mười mấy nghe nó trẻ quá, phải đọc được. Năm nay tôi 70 tuổi rồi, chưa thấy cái tình trạng nào nó lừa đảo canh con thế này kìa. Con du bát này mình nghĩ mình nên lấy chim ra chơi nữa nhỉ. À chim kia ấy, chim bay ấy, không phải là chim trong vườn đâu. Canh con. Ok. À, cách đánh hội quán mà chúng ta không thua đó chính là mỗi lần chúng ta đánh xong một hàng thì chúng ta sẽ chạy về và chúng ta hắt ra mấy con cấp 100 chúng ta đánh. Thì có hai cách như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ xài cách 1. Bởi vì hắt là một hành vi làm trái với lương tâm. Điệt chưa sale nữa. Không sao, dễ mà. Hãy, con này vừa hãy đá vừa hãy hét bị đắt ít 4. Con này gầm đắt. Gầm đắt không phải gầm bay anh em ạ. Hình như bây giờ chưa có gầm nữa nó mới có đắt hay sao. Ôi điệt, nó có hệ bay à.
tôi lộn con này hả, tôi lộn với con kia anh em ạ, anh em thông cảm nha, tôi lộn với cái con mà cũng chuồn chuồn ấy, nhưng mà nó ăn rồi, tôi bỏ rồi. Con chuồn chuồn đó là con mà lên cấp Flygon, đúng rồi, con đó là con Flygon, nó vừa đất vừa bay. Còn con này nó là con khác, tôi cứ nhầm. Ok, con Sola chắc là phun đất dùm xuống. Còn con tiếp theo là Raihon, con này thì chúng ta nên nghĩ là mình nhốt dép, đúng rồi. Con sai thôi, con sai còn gọi là con điểu nè, chúng ta không nên cho con điểu gì nữa xuống nước. Bây giờ mình sẽ sell game lại và đi lên đây. Chúng ta sắp đánh được hội quán rồi, sắp đập được chủ hội quán rồi, cố lên. Ôi da, cái đéo mày đắng nè. Cày nha, nó làm cho mình bị hỗn loạn rồi, sau đó đặng lên, nó chui lên xuống nè. Kabuto cát nè, là con thương gồng không cơ. Tôi nhớ cát nea là con xương rồng mà. Tưởng gì chứ mấy cái học bài tôi không nhớ, chứ mấy cái này nhớ chữa. Bây giờ chết rồi. Bắt kêu là cái mày đi đó. Con chó này. Để nói là ác chủ lực của mình bị tiêu diệt, nhưng không sao, chúng ta có thể đánh chết nó được, thì tự nhiên nó nổ, tự phát nổ luôn. Người sa giam ra cái pha tích cò đó chỉ là đòn bẩy thôi, mình biết cái nào nó cũng tạo ra những nước đi, ví dụ như là xài chưa đặng đầm đất thôi, nhưng mà mình không nghĩ là con cá nha này đánh đau rồi, ra đầu master của mình sẽ tăng hết rồi. À, thằng chó mày lừa bố mày. Đây chứ này, hay đất này. Giúp đất nhưng mà nó quái ô nếu cũng có xe địa chất á. Nhưng không sao, còn con manh to này thôi, con này sẽ dễ mà. Vừa nói con nó sẽ dễ xong sao bây giờ fail quá. Mình không ngờ là trong đây con nào cũng có xe địa chất này mà. Không đùa với bọn nó được. Con nó hết là bọn nó nổi. Chắc mình đổ nước vô thôi, chứ con này mình không nghĩ là xài cái đất cho nó được. Chắc là nó có nội tại kháng hệ đất ấy. Có cái nội tại đó nè, cái nội tại kháng hệ đất. Này thì chui lên lặn xuống, cầm phiêu sầm với bố mày. Ok, mình nghĩ là chúng ta nên về hưu trước khi đánh bà hội quán. Còn mình nghĩ là bà hội quán sẽ moi ra vài con mega hay gì đấy để chơi mình, và là moi ra mấy con truyền thiết. Điều đó sẽ không đồng khó được mình đâu, mà đồng khó quả đái nha. Nhưng với kinh nghiệm 200, nhưng với 200 năm kinh nghiệm cho Pokemon của mình thì mình nghĩ là dễ thôi. Ok, nuôi bắp bỏ ra lỗ mũi. Xem nước tốt. Con gì nhỉ? Liguria. À thì ra con phò phạch này bảo sao mà mình không biết tên. Cái đẹp. Tên này hay cây á. Tốt nè. Đa móc cái mũi không để ý. Người ta gọi cái câu mà tôi vừa nói là hô như hạt. Ơ đậu xanh ra mé. Nó chơi hết này thì ai chơi. Con đó là cây đá. Con đi ra đó là vừa cây vừa đá. Vậy là tôi chỉ còn xài tới phương án cuối cùng thôi anh em ạ. Phương án này sau khi xài con Mastorm của tôi sẽ đi luôn. Nên tên là Bide Đại Pháp. Bide của mày đó à. Cái thằng này. Đúng kiểu tay nhanh hơn não.
Ôi giờ muốn đánh đá cây. Đá cây là băng x4. Kiếm đâu ra con hai băng. Holy shit, chúng ta cần phải kiếm ra một con hai băng anh em ạ. Game không còn dễ nữa rồi, chúng ta phải kiếm một con hai băng để chơi nữa. Nó chỉ bị băng x4 thôi. À chúng ta có thể điện cấp ở đây này. Điện cấp đây rồi quả người nữa. Dành nè. Ba rác nè. Để kiếm coi có những có con nào băng không. Unnao à. Grimmer. Makuhita. Sao toàn mấy con phò phò không thế này. Natu. Ok, video này đến đây cũng đã dài rồi. Nếu anh em thích video đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh để chia sẻ video này. Không thế hẹn á. Chào hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.